Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Các bạn đang xem tập tiếp theo nằm trong series Văn học yêu lại từ đầu, mình thực hiện để hưởng ứng chủ trương học văn đúng nghĩa đến từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Đó là chúng ta không cần phải học vẹt học thuộc hay đọc chép từ văn mẫu, nhưng vẫn có thể viết được những bài văn có chất riêng của mình. Và qua những video này thì mình cũng muốn đồng hành cùng các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại tình yêu với môn ngữ văn. Sau một thời gian đồng hành với nhau thì mình biết có một số bạn đã có thể cải thiện được điểm số môn văn cũng như là cách học văn của bản thân, và các bạn đã rất nhiệt tình giới thiệu kênh của mình đến với bạn bè, có thể là giới thiệu qua những video trên TikTok hoặc là các bạn chia sẻ cho bạn bè trong những cái tin nhắn hoặc là trên lớp hội nhóm. Thật sự thì mình rất vui và biết ơn điều đấy. Thế nhưng ngay tại đây thì mình cũng muốn đính chính một chút, đó là mình không phải một giáo viên dạy văn. Cho nên khi các bạn đến kênh thì mình mong các bạn sẽ không để cái kỳ vọng như là mình đang học văn với một cô giáo được đào tạo đúng chuyên môn ở trong trường đại học. Hiện tại thì mình đang là giảng viên ngành truyền thông quốc tế tại khoa truyền thông văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao. Và vừa mới đây thì mình cũng đã nhận được quyết định trở thành viên chức của Bộ Ngoại giao. Sau đó thì mình cũng là một giáo viên dạy ngoại ngữ, cụ thể đây là tiếng Pháp. Mình tin rằng để có thể phát triển được rực rỡ trong một lĩnh vực và đi rất xa, thì tất cả chúng ta đều phải thật sự chú tâm vào trong công việc đó. Vì vậy thì trong những nội dung mình chia sẻ trên các mạng xã hội, mình chỉ là một người làm truyền thông, một người dạy về truyền thông và cũng là một người dạy về ngôn ngữ. Quan điểm mà mình vừa chia sẻ vừa rồi cũng được ảnh hưởng rất nhiều bởi tác giả Nguyễn Tuân, cũng chính là người viết ra Túy bút người đỏ sông Đà mà hôm nay chúng ta sẽ phân tích. Hy vọng các bạn có đủ sự tập trung để ngồi xem đến cuối, bởi vì dù sao thì đây cũng là một nội dung về học thuật, không phải là giải trí, nên nó sẽ không hoàn toàn là dễ chịu đâu. Các bạn sẽ cần phải suy nghĩ, cần phải chăm chú ghi chép hoặc là sẽ phải suy tư rất là nhiều. Trước khi đi sâu vào với nội dung của Túy bút người đỏ sông Đà thì mình chỉ muốn hỏi các bạn một câu là các bạn có biết chúng ta đã từng gặp những con sông nào trong chương trình ngữ văn lớp 12 không? Các bạn còn nhớ sông Mã không? Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Sau đó thì chúng ta lại gặp sông Hương, đúng không? Sông Hương trong bài ký của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đây cũng là một gọi là chứng nhân lịch sử, là con sông mà đã đồng hành cùng với những người dân xứ Huế đi qua những thăng trầm và tạo ra những vùng văn hóa xứ sở. Ngoài ra thì nếu như các bạn tìm hiểu ấy, ông Nguyễn Tuân còn viết về một con sông nữa, đó là sông Bến Hải, là con sông mà chia đôi đất nước. Ông ấy còn đi đếm xem là có bao nhiêu cái viên gạch, có bao nhiêu cái nhịp cầu, rất là kỹ tính và là người kiểu đi sâu vào từng chi tiết. Mình đã có hai video đề cập đến cái sự cá tính của nhà văn Nguyễn Tuân, các bạn có thể xem lại, đường link thì mình để ở trong phần miêu tả. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nói lên một số cái điểm cơ bản. Điều đầu tiên thì nhà văn Nguyễn Tuân là một người thích phiêu lãng giang hồ, là một người rất thích dịch chuyển. Các bạn có biết thế nào thích dịch chuyển không? Là những người mà không ngại nắng, không ngại mưa, cứ vùng đất mới là đi, không ngại nguy hiểm. Người ta đi khám phá, đi tìm tòi, đi trải nghiệm để có những cái kỷ niệm, có những cái hành trang ý nghĩa trong cuộc đời, chứ không có loanh quanh mãi một chỗ, không thích cái sự an toàn. Đấy cũng là một cái tính cách mà các bạn trẻ nên có. Sự trải nghiệm này thì các bạn có thể trong việc du lịch, đi tìm vùng đất mới, hoặc là các bạn có trong cả chính những cái cách học của mình. Có rất nhiều bạn sinh viên ngoại giao của mình là người trong miền trong và muốn thử thách bản thân nên là phi thẳng ra ngoài Hà Nội đi học trường ngoại giao luôn. Trong lớp mình dạy có mấy bạn như thế luôn. Thế thì đó cũng là một biểu hiện của con người thích di chuyển và ưa trải nghiệm, không thích ngồi một chỗ, thích thử thách bản thân. Và ông Nguyễn Tuân cũng là một người cá tính như vậy. Thế sau đó thì ông Nguyễn Tuân là một người thích săn tìm những cảm giác mạnh, là người mà không chấp nhận được cái sự nhạt nhẽo, cái sự tầm thường, và lúc nào cũng phải đi tìm sâu vào những cái cảm giác mạnh hoặc là những cảm giác đặc biệt. Và điều thứ ba, ông Nguyễn Tuân là một người tài hoa uyên bác. Cái sự tài hoa uyên bác này nó thể hiện trong chính tác phẩm Túy bút mà chúng ta sẽ học. Mình biết là có nhiều bạn viết cái câu này ra mà không hiểu thế nào là tài hoa uyên bác. Tài hoa là gì? Đây là một tác giả, vậy thì phải có tài năng chơi chữ, sử dụng ngôn từ một cách điêu luyện, đó là một người tài hoa. Thế còn uyên bác ở đây đó là cái sự am hiểu tường tận rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực khác nhau. Giống như ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, để viết được bài ký sông Hương thì không chỉ biết mỗi về kiến thức về văn học mà phải là địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, đúng không? Các bạn học lại video đấy là biết. Thế thì bây giờ ông Nguyễn Tuân cũng thế, là một người viết Túy bút, là một người viết về một con sông, phải có kiến thức về địa lý, lịch sử, về văn hóa, rồi thì về các phong tục tập quán, hoặc là sử dụng ngôn từ rất điêu luyện. Thế thì cái sự tài hoa uyên bác đó nó thể hiện trong chính tác phẩm. Khi các bạn đi viết văn nghị luận á, nhất là văn học á, thì chúng ta sẽ thường phải đưa luận điểm, và sau khi mà ra luận điểm rồi thì phải chứng minh và giải thích luận điểm. Đó chính là những cái thao tác cơ bản nhất của nghị luận.
Và trong cái video này các bạn sẽ cùng mình để luyện tập cái thao tác đấy, được chưa? Đối với bài tùy bút này, chúng ta sẽ có 3 nhận định cơ bản. Nhận định đầu tiên là bài tùy bút đã khắc họa vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà. Tiếp theo nữa, ông lái đò trong tác phẩm này đã hiện lên với một cái chất tài hoa nghệ sĩ. Và cuối cùng, con sông Đà được khắc họa với vẻ đẹp trữ tình và rất nên thơ. Đó chính là những cái nhận định, là những quan điểm, là những luận điểm mà các bạn muốn đưa ra. Và đây cũng thường là những cái đề văn các bạn sẽ thi. Thế thì khi các bạn đi viết văn nghị luận, tức là các bạn sẽ đi chứng minh và giải thích những gì mình vừa nói là đúng. Và sau đây khi các bạn đi sâu vào đọc cái tác phẩm này và xem những hình ảnh mà mình sẽ chiếu ở đây, thì các bạn sẽ hiểu được thế nào là con sông Đà hung bạo, thế nào là trữ tình và thế nào là một người lái đò tài hoa nghệ sĩ, được chưa? Đầu tiên, khi nói về sông Đà hung bạo, các bạn sẽ cần phải đọc lại và gạch chân tất cả những từ miêu tả sự hung bạo con sông Đà. Thường nó chia ra làm 4 ý. Nó hung bạo thể hiện qua những cái hòn đá hoặc là những cái bờ đá ở bên sông. Tiếp theo là thể hiện qua sóng nước. Sóng nó rất là êm đềm, hay sóng nó giật đùng đùng, hay sóng nó kiểu rất là dữ dội. Đó chính là những cái nét hung bạo thể hiện qua đó. Thứ ba, đó là những cái hút nước sông Đà. Và cuối cùng, đó là tiếng nước chảy. Chúng ta không cần phải mở mắt ra nhìn, mà chỉ cần nhắm mắt lại và nghe thôi. Đôi khi các bạn sẽ biết được hôm nay trời gió to hay là gió nhẹ, là cái con sông đó nó chảy rất là lững lờ hay là nó chảy xiết, đúng không? Đôi khi chúng ta không cần phải dùng thị giác, mà mình sẽ dùng thính giác, dùng cái tai của mình ấy, mình nghe tiếng nước chảy, thế là được. Vậy thì trong bài tùy bút này, tác giả đã sử dụng rất là khéo léo, linh hoạt tất cả những cái giác quan của bản thân để có thể cảm nhận và sau đó khắc họa được một cái vẻ hung bạo của sông Đà. Nó hung bạo như thế nào? Đọc từ đầu đến cuối là sẽ biết ngay, và có rất nhiều từ để chia sẻ. Thật ra thì mình thấy là nhà văn Nguyễn Tuân là chia theo đoạn luôn đấy, chia theo từng ý một. Bây giờ chúng ta sẽ đi liệt kê những từ ngữ, và khi các bạn đi thi viết thì các bạn sẽ lôi những cái từ ngữ này ra để chúng ta chứng tỏ là đó chính là sự hung bạo. Và nhớ là phải khen tác giả cho người dùng từ nhé, bởi vì không phải ai cũng dùng từ được khéo như vậy đâu. Chẳng hạn ở đây tác giả đang nói về thác đá. Đoạn này khi nói về thác đá thì tác giả dùng những cái từ như thế nào? Dựng vách, đúng không ạ? Và mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc chính ngọ thì mới có mặt trời. Các bạn có nhìn hình dung ra được không? Các bạn biết cái vách tường đúng không? Cái hòn đá nó có thể là thoai thoải và nó chỉ là nằm ở giữa lòng sông thôi, nhưng đây là thành vách, tức là nó cao và nó sẽ rất là nhọn, nó hẹp nữa. Thế thì phải chính ngọ mới nhìn thấy mặt trời. Tức là nếu các bạn đứng nép vào cái hòn đá đấy mà không phải là giữa trưa, lúc mà mặt trời nó chưa lên đỉnh đầu ấy, thì các bạn không thể nhìn thấy mặt trời được, bởi vì cái hòn đá nó che khuất. Nó thẳng đứng và nó rất cao, nó rất lớn, nó che cái tầm nhìn của chúng ta. Nhưng nếu như chính ngọ là lúc mà mặt trời nó lên đỉnh đầu, các bạn chỉ cần ngửa mặt lên là nhìn thấy luôn mặt trời. Thì đó chính là cái cách sử dụng cái câu văn miêu tả, cái hình ảnh và cái cách so sánh để chúng ta có thể hình dung ra được cái sự cao và nguy hiểm và nó dựng đứng của những cái bờ đá. Đi xuống đoạn dưới thì các bạn sẽ được đọc về những câu văn miêu tả cái mặt gành hát ló và về đá cũng như là sóng ở sông Đà. Đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn. Nghe cái từ cuồn cuộn là thấy nó rất là dữ dội, đúng không ạ? Cái sự hung bạo nó ở đấy chứ còn ở đâu. Cách mà sóng nó xô ấy, xong rồi gió nó rít ấy, như kiểu là muốn đòi nợ tất cả những người đi qua đấy. Cái đòi nợ suýt ấy, tức là không có nợ vẫn bị đòi, thích để đòi thôi. Và tất cả những người đi qua đấy thì đều rất là sợ hãi hoặc là cần phải để ý, bởi vì đây có câu này: quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật nửa bộ thuyền ra. Thay vì nhà văn nói là quãng này mà chèo không cẩn thận thì sẽ bị lật thuyền hoặc là sẽ bị đắm thuyền. Viết như thế thì cũng quá đơn giản, đúng không ạ? Nhưng nhà văn không làm thế. Nhà văn Nguyễn Tuân là một người mà sử dụng cái từ ngữ rất là điêu luyện. Ví dụ quãng này mà khinh suất, các bạn nghe từ khinh suất chưa? Trong phim cổ trang kiếm hiệp hay có từ đấy. Đấy, kiểu tại hạ khinh suất, tức là mình mới nhỡ làm cái đấy, nó không cẩn thận ấy. Thế thì từ khinh suất ở đây đó chính là không thận trọng, thiếu thận trọng. Thế khi các bạn muốn khắc họa về cái sự hung bạo thì các bạn hãy nhấn mạnh vào đá, vào sóng, vào gió cuồn cuộn thổi và vào cái câu như kiểu một câu dọa dẫm, một câu đe dọa, một câu cảnh báo của nhà văn Nguyễn Tuân. Chúng ta sẽ tiếp tục đi dọc con sông Đà theo đúng cái nhịp của nhà văn Nguyễn Tuân, đó là mình sẽ đến cái tả Mường Vát ở phía dưới Sơn La. Ở đây thì chúng ta sẽ được nghe nhà văn miêu tả về cái sự hung bạo qua một cái đặc điểm, đó là những cái hút nước trên con sông Đà. Các bạn biết cái hút nước là cái gì không? Nhìn lên màn hình, nhìn. Đấy, mình phải hiểu thế nào là cái hút nước. Nó như là cái xoáy nước ấy, và nó sâu, xong rồi nó sẵn sàng nhấn chìm những cái tàu thuyền. Và nước ở đây thở và kêu. Cái dòng nước là gì, biết thở là biết kêu. Nhưng mà khi nó chảy ấy, thì cái âm thanh của nó nghe như kiểu cái cửa cống bị sặc ấy.
nó rất là dữ dội, rất là to và nó ồn ã. Thế thì tác giả đã phải sử dụng rất nhiều những cái biện pháp nghệ thuật nhân hóa, đúng không, so sánh đủ các kiểu, ẩn dụ hoán dụ để có thể khắc họa được vẻ đẹp con sông. Và chúng ta cũng sẽ cần phải nói kỹ về cái vấn đề này. Và có những con thuyền, nó cái sự thật luôn á, là có những con thuyền mà nó bị hút vào cái dòng nước này, sau đó thì đi mãi xuống dưới lòng sông đến 10 phút mới thấy tan xác ở khuỷu sông dưới. Nghe thấy kinh khủng không? Tan xác tức là cả thuyền cả người đều tan nát luôn, nó xoáy cái thuyền á, nó kiểu nó đập cho kiểu nó rách ra không còn gì luôn. Sau khi khắc họa về vẻ đẹp hung bạo của sông Đà thì bây giờ nhà văn Nguyễn Tuân mới nói về ông lái đò, mới nói về vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò. Các bạn có bao giờ hỏi là tại sao mà nhà văn lại không nói về ông lái đò trước? Ừ, mà phải nói về con sông Đà hung bạo trước. Bởi vì con sông Đà hung bạo nó chính là cái nền, là cái phông mà qua đó chúng ta mới thấy được cái tài năng của người lái đò. Nếu như ngay từ đầu chỉ đưa người lái đò vào và nói luôn thì có thể là không thể khắc họa, không thể nào mà khiến cho độc giả có thể hiểu kỹ được là ông lái đò làm việc trong môi trường như thế nào, nó nguy hiểm, thử thách ra làm sao, mà nhà văn sẽ cần phải dành một đoạn dài để nói về cái vẻ đẹp hung bạo của sông Đà đã. Đó chính là cái ý đồ của nhà văn. Có rất nhiều người khi mà nói về môn ngữ văn, nói về tác phẩm văn học thì cho rằng các nhà văn, nhà thơ là những người rảnh, những người mà rảnh rỗi, thông ngồi dưới đất hỡi tự dưng sáng tác một cái bài văn, bài thơ. Các bạn cứ thử ngồi viết mà xem, bản thân các bạn là những người được giao đề cho mà viết theo đề bài còn viết không xong, huống hồ bây giờ là sáng tác văn học nghệ thuật, là sáng tác những câu chuyện, những bài thơ, những bài túy bút, những bài ký mà qua đó nó phải mang lại giá trị nhất định, nó phải tạo ra một sự thay đổi, phải đánh vào trong cái tâm lý con người rất đau đầu, rất mệt mỏi, rất là vất vả luôn đấy, cái kiểu công việc lao động về mặt con chữ. Nếu như các bạn không có sự tôn trọng với tác giả thì các bạn sẽ rất khó để cảm thụ tác phẩm. Và đến lúc đó thì nếu các bạn có muốn viết về một cái tác phẩm, các bạn có khen, có ca ngợi nó thì thường nó là những lời rất là sáo rỗng. Thế mà về người lái đò sông Đà, về cái chất tài hoa nghệ sĩ á, thì thật ra là mình có nguyên một cái video để chữa một cái đề về cái này rồi, nên là mình sẽ không nhắc lại. Các bạn xem video đó sẽ cũng có rất nhiều những cái gợi ý cho các bạn để mở rộng thêm cái bài này. Thế nhưng mà mình chỉ muốn bổ sung là các bạn nói có sách mách phải có chứng. Các bạn muốn chứng minh ông lái đò tài hoa thì phải nói xem ông ấy tài hoa ở đâu. Ở cuộc sống, người lái đò sông Đà là một cuộc chiến đấu hàng ngày. Tức là sống mà như là ngày nào cũng chiến đấu, ngày nào cũng phải đối diện với kẻ thù. Kẻ thù ở đây thì không phải là con người mà là thiên nhiên. Các bạn đứng trước thiên nhiên thấy mình bé nhỏ đúng không? Và ông lái đò cũng thế. Thế nhưng mà ông phải đối diện hàng ngày để làm việc. Và thay vì là làm việc một cách cực nhọc, thay vì là sẽ rất là kiểu hay ca thán, than thở, thì ông lái đò cũng có những cái nét tính cách rất giống những người ngư dân trong đoàn thuyền đánh cá. Đó là yêu đời, là lạc quan, là những người mà coi công việc của mình không phải là một công việc đơn thuần nữa, mà nó là một cái nghệ thuật, là một công việc sáng tạo, hoặc là một công việc mà nó có tính nghệ sĩ trong đấy. Các bạn nhớ xem video đó nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua nhận định thứ ba, đó là về con sông Đà với vẻ đẹp trữ tình. Thật ra thì con sông nào mình tin rằng nó cũng sẽ có một vẻ đẹp trữ tình. Kể cả nó có hung dữ, nó có kiểu dữ dội đến đâu thì nó sẽ vẫn đến cái đoạn hạ lưu, đến đồng bằng. Và đến lúc đấy thì nó không thể nào mà cuồn cuộn chảy được nữa. Nó lại quay về trở thành một con sông hiền hòa, một con sông mà rất giàu phù sa, và nó mang lại những cái lợi ích nhất định cho đời sống con người. Một con sông sống chan hòa với con người và có những khung cảnh nên thơ. Thì bây giờ để nói về đẹp trữ tình của con sông Đà thì các bạn dở đến trang 190-191, đây là đoạn cuối đấy. Nó sẽ bắt đầu từ chỗ con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Một áng tóc, tức là màu nó phải là màu tối đúng không ạ? Và cái áng tóc này thì cái đầu tóc và chân tóc, tức là những cái phần ở trên này này, nó sẽ ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Con sông Đà này ấy, nó chảy ở trên những cái địa hình của vùng Tây Bắc, và khi nhìn từ trên cao xuống ấy, thì những cái đám mây này nó sẽ che bớt con sông Đà đi. Ở trên miền Tây Bắc ấy thì nó có hoa ban, có hoa gạo, có hoa mận, có rất nhiều các loại hoa đẹp, và thường nó cứ li ti á. Các bạn mà lên đấy vào mùa xuân hoặc là cuối đông á, thì được nhìn cái loại hoa này, nó rất đẹp, rất là đáng yêu luôn. Các bạn nhìn lên màn hình có thể tưởng tượng ra được, khi mà chúng ta lạc vào trong một cái rừng hoa này á, có khi nó không muốn ra luôn, nó rất là đẹp. Chịu khó học hành kiếm tiền mà đi du lịch nhá, lên Tây Bắc xem như thế nào. Đấy, ở đây nhá, tác giả rất là khéo léo khi mà dùng cái sự so sánh rất đắt luôn. So sánh con sông Đà với mái tóc, một áng tóc trữ tình, rồi lại so sánh với những cái chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Theo tác giả thì chưa bao giờ con sông Đà là sông đen như theo cách gọi của người Pháp, thực dân Pháp. Mình là học tiếng Pháp đây, các bạn biết con sông Đà tên người khác là gì không? Nó tên là River Noir.
tức là con sung đen. Đến đoạn này thì nghe cái văn phong tác giả có vẻ khó chịu, có vẻ tức tối hậm hực, ví dụ như là đè ngửa con sông ra, đổ mực tàu vào, mực tàu nó chẳng màu đen à. Thế thì ở đây tức là kiểu áp đặt ấy, kiểu ép cho con sông phải có cái tên đó, một cái tên rất là xấu xí, hoặc là gọi vào một cái tên tây láo lếu. Trong con mắt nhà văn Nguyễn Tuân thì con sông Đà là một thứ gì đó rất nên thơ, rất trữ tình, chứ không hề đen xì xì, không hề tối tăm, không hề đơn điệu như là cái tên gọi mà thực ra các bạn đặt. Thế sau đó thì nhà văn sẽ miêu tả con sông là gợi cảm. Các bạn biết gợi cảm đúng không? Chắc là sẽ biết từ này. Hoặc là mỗi một người thì lại nhìn con sông Đà một cách khác nhau. Và có đôi lần thì nhà văn đã nhìn sông Đà như một cố nhân. Mình bật mí một việc nhé. Năm 2013 khi mình đi thi văn đại học á, thì mình đã thi vào đề con sông Đà này. Đấy, và mình được 9 điểm đấy. Thi vào trường ngoại giao nha. Đấy, thế các bạn thấy là chính cái câu này. Có lần tôi nhìn con sông Đà như một cố nhân. Các bạn biết cố nhân là gì không? Là người cũ, là một người đã quen lâu năm, là một người bạn lâu năm, có thể là người yêu cũ, có thể là người bạn cũ, nhưng đã từng là một phần ký ức của mình, là một cái thứ gì đó mà nó rất là đong đầy kỷ niệm. Thì xong rồi, khi mà nhà văn nghỉ ngơi trên dòng sông Đà, trên những cái bờ đất gần sông Đà, thì có thể chứng kiến được những cái khung cảnh rất là đẹp. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà, trao ôi, rồi sau đấy là thấy nắng giòn tan. Mình đọc ở trong sách trong 191 đấy. Các bạn đi thi thì người ta đề sẽ trích đoạn luôn đó các bạn, cái đoạn này, và các bạn cứ nhặt ra cái từ đó, các bạn chứng minh nó là vẻ đẹp trữ tình, rất là nên thơ, rất là thơ mộng, rất là nhẹ nhàng và đi vào lòng người. Nó là một cái biểu tượng của tình yêu, của sự gắn bó, bởi vì lúc này nó rất là hiền hòa, êm đềm, nó rất là dễ chịu, và chúng ta có thể tận hưởng được cái cảm giác khoan khoái hoặc là dễ chịu khi mà chúng ta ở con sông Đà. Nếu như các bạn là những người có khả năng tập trung cao độ, có sự quan sát tinh tế hoặc là có trí nhớ tốt, thì mình tin rằng các bạn sẽ nhớ phương châm học văn của chúng ta: văn là đời, học văn tức là học làm người. Và để có thể đạt được điều đó thì qua mỗi một tác phẩm văn học, tác giả luôn cố gắng, luôn nỗ lực để trao gửi những thông điệp nhất định đến độc giả. Để có thể nhận ra và tiếp thu được những bài học này thì chúng ta cần phải có sự tập trung lắng nghe, tìm hiểu cũng như là sự cởi mở khi mà tiếp nhận vấn đề. Vậy thì các bạn đã nhận được những bài học, những thông điệp mà tác giả Nguyễn Tuân muốn trao gửi đến các bạn chưa? Các bạn còn muốn nói gì không? Bây giờ mình sẽ có một vài gợi ý và các bạn sẽ là những người tiếp tục phát triển nó lên nhé. Thông điệp đầu tiên đó chính là về tính hai mặt trong cuộc sống. Các bạn thấy đấy, một con sông Đà hiền hòa trữ tình nhưng cũng là một con sông Đà hung bạo. Đối với tất cả những sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc những con người mà chúng ta đang đối diện thì chúng ta sẽ đều có hai mặt của vấn đề, mặt sáng, mặt tối. Quan trọng là chúng ta sẽ nhìn vào mặt nào và chúng ta có thể vượt qua được những cái phần bóng tối để hướng đến những cái điều nó rất là tươi sáng và ý nghĩa là tốt đẹp hay không. Giống như đi trên con sông Đà, đôi khi chúng ta phải đi qua hết những thứ tối tăm, những thứ nguy hiểm, hung bạo và dữ dằn thì mình mới có thể đến được những cái vùng đất yên bình và nhẹ nhàng. Thông điệp thứ hai ở đây cũng là quan điểm của mình ở đầu video, đó là khổ luyện thành tài. Có rất nhiều người nghĩ rằng những người tài giỏi thành công là những người mà sinh ra đã bẩm sinh như vậy, hoặc là được bố mẹ cất nhắc, thậm chí là người ta có thể giỏi giang sau một đêm. Nhưng mình nghĩ rằng những trường hợp như vậy rất là hiếm. Hầu hết những người mình biết và chính bản thân mình, kể cả ông lái đò, một người rất bình thường, một người không hề có tên tuổi gì cả, nhưng để có thể trở thành một người lao động có tài hoa nghệ sĩ, một người lao động giỏi trong công việc của họ, thì họ đã thật sự phải luyện tập, đã phải thật sự trải qua những cái khó khăn, trải qua những cái thử thách. Và nhờ vào những khó khăn thử thách đó thì họ mới có thể thành tài, chứ không hề có chuyện đơn giản đây cả. Vậy nên nếu các bạn cũng muốn trở thành những người tài giỏi, những người thành công, những người phải đào sâu và phát triển được rực rỡ trong một lĩnh vực nào đó, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ không ngại khó, ngại khổ, các bạn sẽ chịu lăn xả dấn thân và trải nghiệm nhiều hơn, đối diện với thử thách và liên tục rèn luyện, trau dồi cái năng lực của mình, rèn luyện kỹ năng của mình. Từ đó chúng ta mới có thể phát triển được. Và thông điệp cuối cùng thì mình xin trích dẫn một câu văn trong cuốn sách Nhà Già Kim: trái tim của bạn ở đâu thì kho báu ở đó. Tác giả Nguyễn Tuân của chúng ta là một người suốt đời đi tìm cái đẹp, ẩn giấu trong đời sống hàng ngày, ẩn giấu trong những con người bình dị, trong thiên nhiên hùng vĩ của đất nước, trong chính những câu chuyện đời thường. Thực tế chứng minh là có không ít người đã từng hát, viết hoặc nói về con sông Đà, nhưng hiếm ai có thể vượt qua được nhà văn Nguyễn Tuân. Không phải bởi vì tác giả của chúng ta là một người tài năng xuất chúng, mình không nghĩ là như vậy, mà chẳng qua vì nhà văn Nguyễn Tuân đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để tìm hiểu về con sông Đà. Nhà văn sẵn sàng dẫn thân, lăn xả và đi tìm hiểu cái hay cái đẹp con sông Đà trên nhiều khía cạnh. Các bạn biết đấy, đây là con người cả đời đi tìm cái đẹp, đi tìm sự hoàn mỹ, đi tìm những cái nét tài hoa nghệ sĩ trong chính những cuộc sống đời thường. Và vì ông có một cái tình yêu như vậy, trái tim của ông hướng về điều đó. Khi mà ông đi theo tiếng gọi trái tim thì ông phát hiện ra kho báu.
Vậy thì kho báu đó là gì và được cất giấu ở đâu? Các bạn thử comment xem các bạn đã phát hiện ra kho báu của Văn Nguyễn Tuân để lại chúng ta chưa? Cuối cùng thì mình biết rằng có rất nhiều bạn đang chuẩn bị thi đại học, đang chuẩn bị cho kỳ thi và sau đó là tìm hiểu một ngôi trường đại học của riêng mình. Các bạn sẽ rất băn khoăn, trăn trở. Vậy thì câu nói cuối cùng là của các bạn: trái tim ở đâu thì kho báu ở đấy. Chúc các bạn sẽ có đủ sự dũng cảm, kiên định để đi theo tiếng gọi của trái tim và cuối cùng tìm ra kho báu vào một ngày gần nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Bye bye!